Một thông tin sức khỏe đáng lưu ý, một vụ ngộ độc nấm vừa xảy ra tại Sơn La khiến cho cả gia đình phải cấp cứu khẩn cấp. Loại nấm độc được xác định là có độc tố amatoxin khiến cho 4 người đều bị ngộ độc, trong đó trường hợp nặng phải chuyển lên trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Theo chia sẻ của các bác sĩ tại trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai thì 4 người trong một gia đình này đều ăn loại nấm này vào ngày 25 tháng 2, sau đó là tất cả đều bị ngộ độc. Hai người bị nhẹ hơn thì hiện đang điều trị tại Sơn La, còn hai bố con bị nặng thì đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai từ cách đây 2 ngày. Bệnh nhân Lưu, một trong 4 người của gia đình bị ngộ độc chia sẻ. Nấm này mọc trong rừng bầu gần nhà, theo từng khóm. Tuy nhiên, anh không biết tên nấm là gì nhưng vẫn hái về ăn. Đặc điểm thì trắng bốp, nhìn non dẻo, mang về ăn xong bị ngộ độc. Theo bác sĩ trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, loại nấm tự nhiên này mà người bệnh ăn phải là loại nấm độc nhất. Khi ăn phải thì vài tiếng sau sẽ gây ra các triệu chứng nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Hầu hết các trường hợp bệnh nhân sẽ có suy gan và rất dễ bị hôn mê gan và tử vong. Và vì điều trị rất là tốn kém, nên là giải độc, rồi các biện pháp thuốc giải độc cũng rất là đắt tiền. Và Việt Nam chúng ta hiện nay là lúc có lúc không. Rồi thì biện pháp lọc máu cũng rất là tốn kém rất nhiều thứ, và các biện pháp hồi sức nữa. Tuy vậy thì tỷ lệ tử vong vẫn khoảng nãy nhất là 50%. Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm mùa xuân, loại nấm tự nhiên này mọc rất nhiều. Năm nào cũng có các ca cấp cứu và thậm chí năm 2020 ghi nhận cả một gia đình tử vong do ăn phải loại nấm độc này. Chính vì thế, người dân, đặc biệt ở các khu vực vùng núi thời điểm này, tuyệt đối không nên ăn các loại nấm tự nhiên để hạn chế rủi ro.